Con này là con vật tử của mẫu Nhật. Tranh đồng, dòng tranh đồng. Dòng tranh đồng. Đó. Rất là dài lửa nha anh em. Đây, dòng tranh đồng. Ốp xung quanh thân luôn. Đó, thấy không? Chữ nổi. Đó, thấy không? Có một anh chàng đang chơi thể thao. Đó, mọc của nó. Mọc của nó mà anh thấy không? Đó, in ra bằng ngay đít nó nè. Con này là con form to. Đây, nó to bằng cái kích cỡ so với gói thuốc như vậy nè. Dòng này á, ngoài giá trị sưu tập là đồ xưa ra thì nó giữ xăng rất là lâu, và mình bỏ vô gói thuốc cũng là được luôn. Mấy cái dòng này mình ngoài sưu tập thì xài rất là thích nha mình. Đó, bỏ vô gói thuốc được, nó không nặng túi mấy anh, mà giữ xăng lâu, mà có giá trị sưu tập, mà rất là thích luôn. Đó, cái này là mà chơi đồ cổ là tặng cho mấy tặng mình tặng là rất là giá trị luôn nha mấy anh. Rất là đẹp nè.